đầu tư và phát triển được tổ chức hôm nay là sự nối tiếp thành công của hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016 và năm 2017. Kiên định với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời tận dụng nắm bắt cơ hội của cuộc cách mạng 4.0 để nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng cho nền tảng phát triển thành phố thông minh, kết hợp với mục tiêu đẩy mạnh hợp tác toàn diện, mở rộng không gian liên kết kinh tế vùng nhằm đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội thủ đô được toàn diện, bền vững và tạo sự kết nối lan tỏa phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và toàn vùng. Kính thưa các quý vị đại biểu, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, trung ương, sự ủng hộ các tỉnh, thành phố trên cả nước và đặc biệt là sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân thủ đô, nhân dân cả nước. Kế thừa những kết quả đạt được của những năm trước, cùng với sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, của các nhà đầu tư, kinh tế xã hội thủ đô trong những năm qua và 6 tháng đầu năm 2018, tiếp tục phát triển toàn diện và đạt được những kết quả nổi bật. Thứ nhất, kinh tế thủ đô tiếp tục duy trì mức tăng trưởng nhanh, bền vững. Năm 2016 tăng 7,15%, năm 2017 tăng 7,31%, 6 tháng đầu năm 2018 ước tăng 7,03%. Tổng vốn đầu tư xã hội tăng trưởng đều, năm 2016 đạt 278.880 tỷ đồng, tăng 10,37%. Năm 2017 đạt 308.219 tỷ đồng, tăng 10,52%. 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 128.900 tỷ đồng, tăng 9,9%. Đầu tư từ khu vực tư nhân trong nước chiếm tỷ trọng cao 51,1%. Đến nay đã có 2.200 dự án từ nguồn vốn đầu tư tư nhân với tổng mức đầu tư 1.070.000 tỷ đồng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài lũy kế đến 15 tháng 6 năm 2018 có trên 4.300 dự án. Vốn đầu tư đăng ký đạt 33.380.000.000 USD, trong đó riêng 2 năm 2016-2017 và 6 tháng đầu năm 2018 thu hút được 2.460.000.000 USD, bằng 59% trong tổng số vốn đầu tư đã thu hút từ năm 1986-2015.